Xin kính chào các quý nhà đầu tư. Phiên giao dịch ngày 8 tháng 8, thị trường chứng khoán có những tin tức đáng chú ý như sau. Sau hai phiên tăng điểm mạnh, hôm nay thị trường chứng khoán ghi nhận giao dịch trong biên độ hẹp quanh mốc tham chiếu. Tuy nhiên, thanh khoản thị trường tiếp tục duy trì ở mức cao khi giá trị giao dịch trên sàn HOSE vẫn đạt mức 1 tỷ đô la Mỹ. Thị trường khá cân bằng với 242 cổ phiếu trên HOSE tăng điểm so với 238 cổ phiếu giảm điểm. Kết thúc phiên giao dịch, VN Index đóng cửa tăng nhẹ 0,81 điểm, tương đương với 0,07%, lên mức 1.242,23 điểm. Ngược lại, VN30 giảm 2,87 điểm về mức 1.247,81 điểm. Chỉ số VN Index gặp áp lực điều chỉnh sau hai phiên tăng mạnh. Chỉ báo RSI đang có dấu hiệu bẻ ngang trong vùng quá mua, nên nếu tín hiệu bán xuất hiện thì rủi ro điều chỉnh sẽ tăng cao trong thời gian tới. Về các nhóm ngành thì dòng cổ phiếu dầu khí vươn lên mạnh mẽ trong phiên giao dịch hôm nay. PVB tăng 2,23%, PVC tăng 2,63%, PVD 0,77% và PVS tăng 4,96% là những cổ phiếu đáng chú ý. Ngoài ra, các cổ phiếu bất động sản tăng mạnh đa phần là các cổ phiếu có thị giá thấp hoặc vốn chủ sở hữu nhỏ. Ngược lại, cổ phiếu nhóm ngành chứng khoán ngân hàng quay đầu giảm điểm sau khi có phiên tăng tốt vào ngày hôm qua. Về các cổ phiếu tăng điểm đáng chú ý thì phiên hôm nay, ngành nông nghiệp đã thu hút nhà đầu tư khi các đại diện nổi bật như VIF, SGF và Dabaco tăng hết biên độ. Bên cạnh đó thì Hoàng Anh Gia Lai cũng tăng 6,86% và HNG tăng 1,58%. Gần đây, Dabaco được kỳ vọng tích cực dự án vaccine dịch tả lợn châu Phi, dự kiến sản xuất vaccine thương mại sớm nhất vào quý 4 năm 2023. Công ty đưa ra kế hoạch đạt 569 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế năm nay, tức là tăng 113 lần. VIX và VRE cũng có giao dịch đáng chú ý trong phiên hôm nay khi VIX tăng 4,9% lên 67.000 đồng một cổ phiếu và VRE tăng 4,7% lên 31.000 đồng. Theo đó, hai cổ phiếu này đóng góp lớn nhất cho VN Index tới gần 4 điểm. Ở chiều ngược lại, cổ phiếu ngân hàng giao dịch trái chiều sau khi ghi nhận đà tăng mạnh vào phiên hôm qua, trong khi đó Liên Việt Postbank và EIB tiếp tục đóng cửa tại mức giá xanh thì MBB, VPBank và Vietcombank quay đầu giảm điểm. Mặc dù MBB và VPBank là hai ngân hàng mới đây được giao hạn mức tín dụng cao hơn so với ngành lên tới 24% do tham gia tái cơ cấu các ngân hàng yếu kém. Quý 2 vừa qua, MB và VP cũng đạt mức tăng trưởng tín dụng cao trong kỳ. Cụ thể, tăng trưởng tín dụng của MB đạt 6,49% so với quý trước, còn VPBank thì đạt 5%, chủ yếu là nhờ thanh khoản dồi dào sau thương vụ bán 15% vốn cho Sumitomo. Về động thái của nhà đầu tư nước ngoài thì trong phiên hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài mua dòng gần 583 tỷ đồng trên toàn thị trường, tập trung chủ yếu vào Ngân hàng Thương mại Sài Gòn Công Thương có mã chứng khoán là SGB với giá trị là 872 tỷ. Theo đó, trong hai phiên gần đây, khối này đã mua hơn 900 tỷ cổ phiếu SGB. Nếu loại bỏ giao dịch này thì tổng quan nhà đầu tư nước ngoài vẫn đang bán dòng trên thị trường với giá trị bán dòng ở mức hơn 200 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng mua dòng VIX với giá trị 112,8 tỷ, Masan 83 tỷ. Ở chiều ngược lại, khối này bán dòng Gemadep với giá trị 244 tỷ, VRE 111 tỷ và Cotecom 60,5 tỷ. Trên thị trường phái sinh thì hợp đồng tương lai F1M sau khi gần chạm vùng cản gần nhất tương đương với 1.253 tới 1.255 điểm đã quay đầu đi xuống. Có lúc vùng giá đã xuyên qua ngưỡng 1.243 làm tăng rủi ro kéo thị trường đi xuống. Nhưng cuối phiên, VN30 F1M có nhịp hồi nhẹ lên 1.248 điểm, tương ứng với giảm 2,2 điểm. Điểm tích cực là chênh lệch giữa hợp đồng tương lai F1M và VN30 đã dương 0,19 điểm. Trong phiên hôm nay, khối lượng giao dịch tăng nhẹ so với phiên hôm qua lên hơn 200.000 hợp đồng. Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng gần 2.000 hợp đồng. Đến với thị trường chứng khoán châu Á thì các thị trường chính biến động trái chiều trong phiên giao dịch ngày thứ 3, 8 tháng 8. Chứng khoán Trung Quốc nằm trong số những cổ phiếu hoạt động kém nhất trong ngày do dữ liệu xuất nhập khẩu yếu hơn dự kiến. Chỉ số Hang Seng giảm 1,82% do các cổ phiếu bất động sản lớn thua lỗ nặng. Longfor Properties và Country Garden Holdings, một số nhà phát triển bất động sản lớn nhất Trung Quốc đã giảm khoảng 6%. Còn ở phía bên kia bán cầu thì kết thúc phiên giao dịch ngày thứ 2, chỉ số Dow Jones tăng 407,51 điểm, tương đương với 1,16%, lên 35.473,13 điểm, đánh dấu phiên tốt nhất của chỉ số này kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2023.
chỉ số Dow Jones được hỗ trợ bởi đà tăng gần 4% của cổ phiếu Amgen. Chỉ số S&P 500 tiến 0,9% lên mức 1.518,44 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite cộng 0,61% lên 13.994,4 điểm. Với đà tăng bị kìm hãm khi cổ phiếu Tesla giảm gần 1% sau thông tin CFO Jack Kirkhorn từ chức sau 13 năm gắn bó với công ty. Cổ phiếu Apple cũng tiếp tục xu thế giảm của phiên hôm trước. Hai cổ phiếu lớn này đã lấy đi của S&P 500 nhiều điểm nhất. Cả Nasdaq và S&P 500 đều chấm dứt chuỗi 4 phiên giảm liên tiếp. Cổ phiếu Berkshire Hathaway tiến hơn 3%, cho thấy nhà đầu tư hài lòng với báo cáo lợi nhuận và dự trữ tiền mặt của công ty. Hạng cổ phiếu A và B của Berkshire Hathaway đều khép phiên với mức cao kỷ lục trong ngày thứ hai. Cuối cùng là thị trường hàng hóa và tiền tệ. Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ hai, hợp đồng dầu Brent lùi 0,7% xuống 85,63 đô một thùng sau khi chạm mức cao nhất kể từ tháng 4 năm 2023. Hợp đồng dầu WTI mất 0,7% còn 82,24 đô một thùng. Bất chấp suy giảm trong phiên, giá dầu WTI đã tăng 1% từ đầu tháng 8 cho tới nay, hướng đến ghi nhận 3 tháng leo dốc liên tiếp. Trong tháng 7, hợp đồng dầu WTI đã vọt hơn 15%. Đừng quên theo dõi kênh YouTube của Chứng khoán Phai Chi để cập nhật thông tin mới nhất, nhanh nhất về kinh tế và thị trường chứng khoán nhé!